Bài 2 của chúng ta, đề yêu cầu là chúng ta nhập vào 5 sản phẩm từ bàn phím, sau đó xuất ra. Đó, nhập vô và xuất ra. Như vậy trong đó có cả thuế. Còn mình á, thì mình sẽ làm nhập và xuất và xét điểm của sinh viên. Như vậy bây giờ chúng ta sẽ viết một cái class là quản lý sinh viên. Quản lý sinh viên. Trong cái class quản lý sinh viên này, chúng ta viết hàm main để chúng ta sử dụng cái lớp sinh viên. Trong này thầy sẽ khai báo sinh viên. Trước tiên là trong cái lớp này nè, mình quản lý 5 sinh viên. Vậy thì mình quản lý bằng cách nào? Dùng gì để quản lý 5 sinh viên? À, dùng mảng. Mảng là array list. Mình nên xài array list ha. Như vậy trong này mình sẽ xài array list. Và các bạn xài array list ở đây là sinh viên. Sinh viên. Danh sách sinh viên bằng new array list. Danh sách sinh viên bằng new array list. Và chúng ta sẽ dùng một cái vòng for in y bằng 0 chấm phẩy y nhỏ hơn 5. Bây giờ thầy dùng 3. Các bạn tí nữa cần các bạn xài 5. Y cộng cộng. Danh sách sinh viên. Và bây giờ chú ý giùm cho thầy nè. Nếu như mình xài giống như thế này. Sinh viên nhập 1, sinh viên xuất. Nếu như bạn xài nhập 1 ha, thì chỗ này mình phải khai báo ở trên này một cái sinh viên để mình SV bằng new sinh viên chấm phẩy. Rồi, làm sao để gán được cái sinh viên vào trong array list đây? À, danh sách sinh viên chấm add vào, add cái gì? Add sinh viên được không? Muốn add sinh viên thì tại chỗ này chúng ta phải sinh viên chấm nhập mấy? Hả? Sinh viên chấm nhập 1. Sinh viên chấm nhập 1. Thì mình gọi ở đây. Còn nếu mình xài nhập 2 thì mình không cần gọi cái này, mà sinh viên chấm nhập 2. Đó, tùy trường hợp mình xài. Nếu xài và gán luôn thì mình dùng nhập 2, bởi vì nhập 2 nó trả về return một con số, một giá trị. Mình đã nhập xong sinh viên. Bây giờ đến xuất. Xuất sinh viên. Thì chỗ này chúng ta có thể dùng danh sách sinh viên chấm size. Đó, lúc xuất thì nhập bao nhiêu, bây giờ xuất ra thì mình có thể dùng chấm size. Sinh viên, danh sách sinh viên chấm dùng gì đây? Get sinh viên thứ y chấm xuất. Và chúng ta đã nhập và xuất được 3 sinh viên. Nhập và xuất được 3 sinh viên. New, chạy lại. Sinh viên thứ nhất A điểm
4. Sinh viên thứ 2 B điểm 8. Sinh viên thứ 2 C điểm 9. Chữ gì đây? Tại sao lỗi? Hả? Chỗ nào bị lỗi? Hồi nãy sức mình xếp loại được rồi, về chỗ nào nó lỗi rồi? Nhập rồi đúng không? ABC rồi, chỉ có cái hàm sức nè. Vậy thì mình kiểm tra ngay chỗ sức này coi sao lỗi. Mình sẽ debug. Sẽ debug nó. Click chuột phải debug. Họ tên A điểm 3. Họ tên B điểm 7. Họ tên C điểm 9. Rồi nhảy vô trong hàm xuất nào. Tên. Tại sao là null? Không có giá trị. Tại sao? Vậy thì mình phải kiểm tra lại cả cái hàm nhập của mình luôn. Cả hàm nhập của mình. À, đúng rồi, chỗ này mình dùng this họ tên là sai rồi. SV chứ, sinh viên chứ. Tại vì mình khai báo cái biến sinh viên mà. Mình dùng this họ tên luôn là nó nhập vô không đúng. Tại vì nhập 1 thì mình dùng this là đúng rồi. Còn nhập 2 là mình khai báo thêm một cái biến sinh viên. Thì lúc này mình phải là sinh viên chấm tên, sinh viên chấm điểm. Rồi mình gán cái sinh viên. Ok, như vậy là mình biết nguyên nhân rồi. Khỏi cần đi bắt nữa. Rồi, chạy lại. Biết nguyên nhân rồi ha. À, bên này mới chạy chứ. Họ tên A điểm 4, họ tên B điểm 8, họ tên C điểm 9. Và chúng ta đã xuất ra A 4 kém, B 8 giỏi, C 9 giỏi. Và chúng ta đã có được danh sách sinh viên. Chúng ta đã có được danh sách sinh viên. Đấy, như vậy các bạn thấy đôi khi mình viết code, mình không chú ý cái là nó sẽ có vấn đề. Chứ còn code thì khá là dễ. Và mình đã hoàn thiện được bài lớp 2. Thay vì tính thuế, thì chúng ta xếp loại. Ha, thì giống nhau. Như vậy lớp 1.